Đường tin. Chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với chương trình Đường tin trên kênh phát thanh giao thông quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, người lao động sẽ được quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình. Đây là một điểm mới căn bản và lớn nhất về đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, để việc này phát huy hiệu quả thực sự, đảm bảo lợi ích cho người lao động, cần những hỗ trợ như thế nào từ phía doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm? Những quan điểm từ các chuyên gia về vấn đề này sẽ đến với quý vị và các bạn sau giây lát. Mọi câu hỏi đều có lời giải, mọi câu chuyện đều phải kết thúc. Hãy cùng chúng tôi đi đến tận cùng thông tin để xóa hết mọi nghi ngờ. Đường tin khép lại một ngày bằng sự minh bạch. Các bạn thân mến, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực vào năm tới 2016. Song những điểm mới cũng như quy định mới của luật hiện nay đang được nhiều người quan tâm, như nông dân được tham gia bảo hiểm sẽ được nhà nước hỗ trợ kinh phí, đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính theo yếu tố thu nhập. Và một vấn đề liên quan đến đối tượng đã được đóng bảo hiểm cũng được nhắc tới nhiều là quy định người lao động được tự quản lý sổ bảo hiểm của mình. Đây là điểm mới vì trước đó người lao động cứ hàng tháng thì được doanh nghiệp, cơ quan đóng một khoản cho bảo hiểm xã hội. Khi đủ năm đóng bảo hiểm và có mong muốn ngừng làm việc, người lao động nhận lương hưu dựa trên phần đóng góp vào xã hội. Nếu ở thời kỳ trước đây việc này là lẽ đương nhiên và không nhiều người có ý định thay đổi mức đóng hoặc thắc mắc về việc mình có được nộp đủ bảo hiểm hay không. Tuy nhiên, những năm gần đây, số lượng lao động trong các công ty tư nhân, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đang ngày một tăng. Đây là những người lao động khá khác biệt với trước. Họ có thể thay đổi công việc giữa doanh nghiệp và mỗi một lần thay đổi, việc chuyển bảo hiểm là nỗi băn khoăn. Doanh nghiệp có trách nhiệm thì họ được lo chu toàn, nhưng với doanh nghiệp làm khó công nhân thì họ gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chưa kể đến việc doanh nghiệp chưa đóng đủ bảo hiểm cho người lao động. Thêm nữa, theo thời gian, lương hưu không còn đủ để người hết tuổi lao động sinh sống, hoặc có người khi chuẩn bị về hưu mới biết mình đóng góp chưa đủ để nhận hưu. Những tình huống như vậy khiến người lao động có mong muốn chủ động hơn trong việc quản lý bảo hiểm xã hội của cá nhân mình. Chia sẻ về những điểm lợi của người dân có được khi tự quản lý bảo hiểm xã hội, Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, Viện trưởng Viện Chính sách Công và Quản lý thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội nói. Người tham gia bảo hiểm ấy mà người ta được quản lý cái sổ bảo hiểm chính mình, thực ra đấy là một điều tất yếu. Rất nhiều nước đã thực hiện theo cái xu hướng này là bởi vì cái lợi ích của nó mang lại rất là lớn. Thứ nhất là bản thân đối với những người tham gia bảo hiểm ấy, thì khi họ được quản lý cái sổ bảo hiểm, được quản lý cái thông tin ấy, thì họ từ sau họ biết là họ đang có cái gì đối với cái hệ thống bảo hiểm. Ví dụ như bây giờ mình đóng vào từ lúc mình đi làm chẳng hạn, cho đến bây giờ mình đóng đủ 20 năm chẳng hạn, thế như vậy mình biết là trong 20 năm vừa rồi thì cái dòng tiền mình đóng là bao nhiêu, thì kỳ vọng là cái tiền lương hưu của mình là bao nhiêu, và như thế nó sẽ thúc đẩy cho cái người lao động là nếu như bây giờ mình thực sự cái mức đóng của mình quá thấp, mình sẽ tìm cách là có thể mình đóng bổ sung thêm. Nhà nước nếu như trong trường hợp mà ghi chép của cái người đóng bảo hiểm ấy, kỳ vọng rằng là họ sẽ có cái mức thu nhập thấp không đảm bảo cuộc sống về hưu, như vậy nhà nước cũng sẽ có những chính sách để hỗ trợ. Cái quan trọng hơn rất nhiều ấy, quản lý được cái việc là nợ động. Bàn đến vấn đề nợ động bảo hiểm, đây là một vấn đề nhức nhối của nước ta nhiều năm qua và dường như chưa có lời giải và điểm dừng cho mức tổng bảo hiểm nợ động qua từng năm. Theo tính toán, từ cuối năm 2014, chỉ riêng nợ động bảo hiểm xã hội đã lên tới 7.800 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp trốn tránh trách nhiệm, chây ì, thậm chí đến lúc phá sản mà chưa giải quyết được trách nhiệm bảo hiểm với người lao động. Nếu tình hình này không có hướng giải quyết rõ ràng, một bộ phận người lao động nghèo, lực lượng yếm thế trong xã hội sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài. Tuy những biện pháp áp dụng trong lần sửa đổi này của luật không đảm bảo triệt tiêu được hoàn toàn hiện tượng trốn tránh nghĩa vụ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, nhưng rõ ràng đây là bước tiến lớn với người lao động. Giờ đây người lao động được nắm quyền chủ động, tâm lý thấp thỏm cũng không còn, sẽ là một nhân tố kích thích người lao động đạt hiệu quả công việc cao hơn. Chia sẻ về việc làm sao để quy định phát huy tác dụng tích cực trong thực tế, luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty luật SNB cho biết. Ví dụ như là doanh nghiệp người ta cố tình là người ta vẫn thu cái tiền bảo hiểm của người lao động, nhưng mà người ta lại do khó khăn hoặc muốn chiếm dụng cái vốn thì nhiều doanh nghiệp người ta trốn, người ta không đóng cho người lao động. Đấy, thế thành ra là người lao động người rất thiệt thòi. Ví dụ như là khi người ta nghỉ thì người ta không chốt được sổ bảo hiểm. Tuy nhiên thì với cái quy định này thì người lao động người ta hoàn toàn chủ động được trong cái việc tự đóng và tự quản lý. Trước đây thì cái rủi ro cho người lao động rất là lớn đối với những doanh nghiệp người ta không tôn trọng cái quy định của pháp luật bảo hiểm.
phải hướng dẫn người lao động người ta hiểu được cái quy định thực tế của luật, nhất là những người lao động ở trong các cái khu công nghiệp, người công nhân, sự hiểu biết pháp luật của họ thì cũng không được cập nhật nhiều như là những cái người mà làm trong cái khu văn phòng. Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là phải tuyên truyền giáo dục và phổ biến để người lao động người ta hiểu được. Đồng tình với quan điểm phải tuyên truyền để người dân hiểu được cách tham gia bảo hiểm, Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long cho rằng đây chính là sự hỗ trợ hữu hiệu nhất để người dân biết quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo hiểm. Nếu ở những nước tiên tiến như Nhật Bản, người dân có thể tự làm toàn bộ việc này thông qua một hệ thống điện tử, thì Việt Nam chúng ta đang có sự phát triển chứ chưa hoàn thiện hệ thống. Bởi vậy, vấn đề thay đổi đầu tiên để quy định thực hiện tốt, theo Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, là sự thay đổi trong bộ máy, trong cơ chế của những người quản lý bảo hiểm xã hội. Cái điều đầu tiên phải làm được ấy, thực chất là nó đòi hỏi cái hệ thống quản lý của mình phải thay đổi rất là nhiều. Nhưng ở Việt Nam thì cái điều rất khó khăn là một là hệ thống thông tin của mình ấy, nó đang trong quá trình phát triển nên nó chưa thực sự hoàn thiện. Cho nên việc quản lý cái khối lượng lao động hàng mấy chục triệu người ấy, thực sự là một cái vấn đề thách thức. Cái thứ hai quan trọng hơn rất nhiều là cái khu vực chính thức của Việt Nam mình nó còn rất là ít, chiếm tỷ trọng ít. Chính thức theo cái nghĩa tức là họ có thông tin đầy đủ về các cái nguồn thu nhập rồi các cái cách thức tham gia các cái công việc khác nhau, chứ còn đâu cái phần lớn vẫn là cái khu vực phi chính thức. Cho nên là nếu giả sử tăng được cái độ bao phủ số lượng người tham gia nhiều hơn ấy, thì nó đòi hỏi là cái hệ thống thông tin quản lý của đấy cực kỳ tốt thì mới có thể nắm bắt được cái thông tin của những người tham gia, để từ đó họ có thể là họ biết được cái quyền lợi cũng như trách nhiệm họ tham gia trong cái hệ thống đấy. 1, 2, 3, vô. Em ơi cho anh 2 chai bia Sài Gòn đi. Vừa đi làm về mệt mà có bia Sài Gòn uống thì phải nói là nhất luôn Từ ha. Dạ bia của anh đây ạ. Ủa bia Sài Gòn có nhãn mới em? Lâu nay tụi anh chỉ uống bia Sài Gòn, giờ mới thấy nhãn mới đó nha. Phải đó. Dạ đúng rồi đó anh. Bia Sài Gòn Export mình mới được nâng cấp bao bì. Nhãn mới được thiết kế trên giấy viền ánh kim sang trọng, thay cho chụp nhôm quen thuộc. Tuy là mang dáng vẻ mới nhưng tính truyền thống và hương vị đặc trưng thì vẫn không đổi nha anh. Chà chà, nhìn chị bia Sài Gòn Export trong áo mới tươi mát tinh tùm. Thích quá Từ ha. Em nói đúng, chai vừa đẹp, bia vừa ngon, đúng là không gì sánh bằng. Cho anh thêm 2 chai nữa em ơi. Dạ. Nhưng anh em mình uống cũng vừa độ đi anh Từ. Chú nằm đó thì chí lý, chí lý. Bia Sài Gòn, góp phần làm đầy niềm tự hào Việt Nam. Tới đây chương trình Đường Tin 18 giờ xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn nhà tài trợ Bia Sài Gòn và nhà đồng tài trợ PV Combank đã đồng hành cùng chương trình.